Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn nhà 37m² hướng Đông Nam, chỉ có 2,95 tỷ. Căn nhà 1 trệt 1 lầu sổ hồng riêng, diện tích công nhận 37m², 1 trệt 1 lầu 2 phòng ngủ 2 vệ sinh, hẻm 2,5m an ninh hướng Đông Nam, tọa lạc tại đường Phan Huy X, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với các anh chị ở quận khác thì mình cũng mô tả là đây là nó điểm giữa của ba con đường Phan Huy X, Quang Trung và Phạm Văn Bạch, có nghĩa là đi phía bắc thì ra phía Trường Chinh, phía hướng trái nhà thì ra phía đường Phan Huy X, còn không thì đi theo Nguyễn Duy Cung thì hoặc là Đỗ Thúc Tịnh thì sẽ ra Quang Trung, còn không thì đi một hướng nữa để về các quận trên Phú Nhuận, Bình Thạnh thì đi ra phía Phạm Văn Bạch, ra Quang Trung là đi lên trên rất là gần, còn không thì đi phía hướng nữa, bốn hướng mà, thì hướng nữa là ra phía Tân Sơn và phải thì ra khu công nghiệp Tân Bình qua Tân Phú. Căn nhà có diện tích đất là công nhận sổ riêng công nhận 37m², 3m1 nhân 13m5 và hẻm cục an ninh, giá 2,95 tỷ còn thương lượng. Nhà khu trường Tân Sơn nha anh chị. Xin mời anh chị tiếp tục xem phim khác.